Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, thời điểm cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2024, các doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng mua điều thô. Khi đó, giá điều nguyên liệu ở mức 1.000 đến 1.100 đô la Mỹ một tấn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn một tháng, giá điều thô đã được đẩy lên tới 1.500 đến 1.600 đô la Mỹ một tấn, tăng gần 50% so với trước. Thông thường, các doanh nghiệp chế biến cũng đã ký kết đơn hàng xuất khẩu điều nhân dựa trên giá mua điều thô. Với mức tăng giá như hiện nay, doanh nghiệp chế biến không thể cân đối giá bán và phải chịu thua lỗ lớn. Với việc đứt gãy nguồn cung ứng điều thô, khả năng nhiều doanh nghiệp Việt Nam không đủ nguồn hàng để thực hiện hợp đồng xuất khẩu.